Xin chào các bạn. Thì ở phần 1 mình đã giới thiệu sơ qua về việc chọn giao diện cho Lock cũng như là những cái kinh nghiệm bước đầu trước khi mà bắt đầu đi vào xây dựng Lock hoàn chỉnh. Thì ở phần 2 này mình sẽ tiếp tục. Như ở phần trước bạn đã có được cái file tạo Lock là XML. Thì bây giờ bạn đi vào cái phần mẫu, bạn chọn sao lưu hoặc khôi phục. Ở đây là có cái nút là tải xuống mẫu hoàn chỉnh. Thì bạn nên trước khi bạn chỉnh sửa một cái gì đó cho giao diện Lock của mình, bạn nên tải xuống để chi, để bạn backup, bạn sao lưu lại cái giao diện hiện tại, để rủi lúc mà bạn sửa giao diện của mình, bạn có để thiếu hoặc là bạn dư cái gì đó, cái thằng giao diện của bạn bị hư, bị lỗi. Thành ra bạn không biết nó bị lỗi chỗ nào, thành ra lúc đó bạn sẽ rất là khó hoặc là rất là cực nhọc để mà khôi phục lại từ đầu. Thì cái nút này nó có tác dụng là mỗi lần bạn sửa bạn nên tải xuống để lưu đó, nếu có sai thì mình chỉ cần tải lại là xong. Còn bây giờ bạn có một cái giao diện mới, bạn bấm vào nút Browse, bạn chọn tới cái file mà XML này, mình chọn cái file này là hoàn chỉnh, mình chọn Open. Sau đó bấm tải lên. Thì nó sẽ để là quá trình tải lên nó thành công. Thì bạn bấm vào xem blog coi nó tạo xong mà tạo được cái gì. Đó, bạn thấy nè. Mình quay lại. Bấm vào demo. Đây. Khoan. Đây là cái trang blog mẫu của nó, trang malloc mà nó cho mình coi. Còn đây là cái trang blog mà mình mới vừa upload lên. Hầu như là bạn thấy nó cũng là ná nhau đúng không? Nó không có khác gì hết. Rồi, thì tiếp theo bạn cần phải tạo những một số bài mẫu. Ở đây nó có một vài bài mẫu, thì đến chi để mình biết coi sau khi mình tạo bài mẫu vậy nó sẽ hiện ra cái gì. Mục tiêu của mình là vậy thôi chứ gì hết. Đâu rồi, nó để không có bài đăng nào thì bạn tạo một bài đăng mới. Bấm đây bài đăng. Bài đăng mới thì bạn copy ở đâu cũng được. Ví dụ như mình vào VN Express đi. Vô cái nào mà được đi ta, kệ nó, bấm đại vô đi. Không, mình cũng không thích đá banh Việt Nam lắm, kệ. Hòa Gia Lai trận này thua nữa rồi. Rồi mình cứ mượn đỡ cái đoạn này, mình copy vào đi. Đây. Rồi thử nghiệm bài 1. Đây mình dán vào. Dán vào làm gì dài đi vậy, mình có biết mình thử nghiệm. Chọn. Mình xem như là bạn viết một cái bài blog mới vậy đó. Rồi bạn chọn ngắt chỗ này. Không, thì bạn để ý nè, khi bạn ngắt á thì nó chỉ có một xuống hồng thôi, mà ở đây tới hai xuống dòng lần. Nhưng mà khi bạn bấm dày, thì bạn bấm ngược qua HTML, bấm ngược lại. Rồi đó được rồi. Không sao, rồi mốt mình sẽ chỉ bạn một vài cái nó bị lỗi với cái trường hợp này. Rồi đây mình chừa một hàng dưới cùng thôi, nhãn, ví dụ mình nhãn là nhãn một, thôi đừng ghi ra nhãn đi. Test marketing thành. Bây giờ mình thêm một file hình. Chú ý là bạn để ý nè, cái hình mẫu của nó bao giờ nó cũng là cái hình dẹt, cái chiều cao nó bằng khoảng 1/3 cái chiều dài. Cho nên để bạn muốn đẹp giống như trang của nó, bạn lúc mà bạn chọn hình để up lên á, bạn cũng nên chọn cái tương ứng như vậy. Nghĩa là cái block mẫu nó đã cho bạn thấy trước cái giao diện của block, cho nên lúc mà bạn post bài á thì bạn cũng chọn sao giống như vậy. Ở đây mình share để mình bắt trước chứ không có gì hết. Đây ví dụ mình tải lên đây,
để hồi mình tạo một cái bài mới mà mình chọn cái hình khác rồi bạn sẽ thấy nó xấu hơn liền. Cái đứa ban đầu rồi sau đó bạn chọn xuất bản. Đây bạn thấy là mỗi lần bạn post bài nó sẽ kêu cái này để public lên Google, Google cộng, nhưng mình không thích như vậy. Giờ sao làm sao tắt chức năng này thì bạn vào cái chữ Google cộng này, bạn thấy là nhắc chia sẻ sau khi đăng bài, bỏ vào đây đi, mình không thích, thấy nó phiền phức quá. Hoặc là bạn muốn nó tự động chia sẻ bấm vào đây, hoặc là bạn muốn thay thế cái nhận xét của trình của cái tóc bằng cái nhận xét của Google cộng thì bấm vào đây. Nhưng mà mình thích cái nhận xét của blog là chính là cái nhận xét của giống như nằm trong blog maturity vậy đó, cái nhận xét cái gì mình quên là discuss, đúng rồi, discuss. Đây, ví dụ mình mở cái bài này, mình thấy là cái nhận xét đây, nhận xét này đây. Thì cái tác dụng của cái discuss này nó là giúp cho mình nó hiển thị những cái giới thiệu này, và nó liên thông được rất là nhiều cái, giống như tài khoản, bạn dùng tài khoản đi ra để comment vào đây thì người khác qua một trang web khác họ dùng tài khoản đó luôn, thì giúp người ta liên kết với cái trang web của mình, nên dùng để quảng cáo rất là tốt. Rồi ngoài lề quá, bây giờ mình tập trung làm cái gì chính. Đâu rồi, xóa cái đăng log chính này đi. Bây giờ mình xem blog. Blog này chưa có bạn đăng nào, giờ mình refresh lại. Đó, bạn thấy nè. Như hồi nãy mình đã có một bài đăng mới. Tên sân chữ đẩy, mình chỉ thấy chữ đẩy nè, chữ đẩy nó mất cái chữ y. Tại sao vậy? Tại sao lại mất chữ y như vậy? Chết, hồi nãy mình chưa lưu lại phải, đúng rồi. Chưa lưu. Ấy, tại sao nó nhắc chia sẻ bài đây? À quên, để mình chỉnh cái này về đây. Bạn vào cài đặt, bấm vào cài đặt cái mục cơ bản. Thì ở đây quyền tác giả blog nè, thì bạn thêm tác giả, nghĩa là người khác cũng có thể viết blog với bạn được ở đây. Hoặc là người đọc blog thì công cộng, nhưng mà mình ở đây là blog cá nhân, cho nên trước mắt là mình chỉ chỉnh riêng tư thôi, như là một mình đọc được thôi. Lưu thay đổi ở đây. Thì đây là tên blog, thì bây giờ mình sửa thôi, để đây cũng được. Bảo mật. Thôi cái này để mình nói sao ha. Mô tả nè. Ví dụ mình thử thêm mô tả coi. Đây là blog của thầy. Ví dụ như vậy. Lưu thay đổi. Bạn vào blog, bạn refresh coi nó hiện cái gì, nó có thay đổi gì không. Bạn cứ thử thôi. Này bạn thấy nè, cái chữ đây là blog của anh Thi nó nhỏ nhỏ này, nó bị thấy rất là xấu đúng không, cho nên thôi tốt nhất là đừng có thêm cái chú thích này chi, xóa đi. Rồi bây giờ mình tạo một bài đăng mới. Mình copy nội dung mình đăng cũ đi, à bằng copy HTML cho nó trọn vẹn, đóng lại, tạo bài đăng mới. Bài đăng thứ hai. Trời ơi, mình copy HTML để là mấy cái định dạng cho nó nhanh chứ gì trên. Rồi. Bây giờ như nãy mình nói là thay vì mình chọn cái hình đó, mình chọn hình khác thôi, rồi bạn thấy nó xấu hơn là nó đẹp hơn. Hình khác như là nó không có kích cỡ giống như cái hình đó, ví dụ mình chọn cái hình này. Đó. Nhãn thì để coi mấy nhãn maturity, nhãn 1, test hoàn thành. Rồi, mình sẽ... Đây, có nút xem trước nè. Nghĩa là bạn chưa xuất bản, bạn có thể xem trước. Ồ. Cái xem trước này nó không có hay gì lắm ha. Nó không có tự động load cái giao diện blog của bạn. Kệ nó. Xuất bản luôn. Xong rồi bạn nhấn vào xem blog. Đây. Blog của bạn đây. Đó, bạn thấy nữa không? Đây là cái giao diện, cái kích cỡ chuẩn nãy mình copy từ trang trang gốc của nó. Nhưng mà đây nó lại là cái hình hình vuông, nhưng mà khi đã ra đây nó lại tự động nó
nó làm co lại, thành ra nó rất là xấu luôn, mình thấy nó rất là mất cân xứng. Đó là lý do mình sao mình khuyên bạn khi mà chọn cái giao diện blog, thấy cái hình ảnh nó post làm mẫu làm sao thì mình cũng định hướng trong tương lai mình có post, mình có chọn hình ảnh được như vậy không. Nếu mà không chọn được thì mình chọn cái giao diện khác hoặc là mình có thể sửa lại sau, nhưng mà tốt nhất thì nên chọn giống vậy. Rồi thì đó là cái may mắn, mình quên nói, may mắn là cái giao diện này sau khi bạn bạn download về, bạn up lên và áp dụng cho blog thì nó không có thay đổi gì mấy, cho nên bạn chỉnh sửa được khá là nhanh. Còn có một số giao diện bạn nhìn là một kiểu nhưng mà lúc mà bạn download về bạn up lên thì lại là một kiểu khác, không có giống như là lúc mà nó giới thiệu. Sự khác biệt giữa giữa cái mẫu và cái thực tế thì nó thường xảy ra lắm, tại vì có nhiều tùy chỉnh thêm mà có thể bạn 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 không làm được. Ví dụ như ở đây cái thời gian ở đây nó chỉ giờ thôi, mình sẽ tìm cách trong tương lai là làm sao nó hiện ngày, thì mình muốn nó hiện ngày chứ không phải là nó hiện giờ thôi. Ví dụ nó cùng một giờ nhưng mà đổi 2 ngày khác nhau thì sao, đúng không? Rồi cái này là cái gì đây, view view là gì mình cũng không biết nữa. Thì comment là cái đếm số lượng comment. Read more thì bạn bấm vào read more. À bạn chú ý nè, mấy cái biểu tượng này bạn có thể thay được. Mấy cái biểu tượng này nè, mình thấy nó mờ quá thì bạn có thể thay được. Cái phông chữ này nè, phông chữ tiếng Việt nó hơi xấu nè, không thấy chữ ư không, cái chữ e nữa không, cái xấu mình cũng có thể thay phông được. Thì mình sẽ chỉ bạn từ từ sẽ làm được. Ví dụ bạn thấy cái menu này nè, nó rộng quá, nó chiếm dung không gian quá, mình muốn làm nó hẹp lại, mình vẫn có thể thay được. Rồi mấy cái hình này mình vẫn có thể thay được luôn. Còn ở trên này, cái chữ mình muốn cái tiêu đề nó to hơn chút, nó màu khác hoặc là nó in đậm hoặc là kiểu chữ gì đẹp đẹp một chút, mình vẫn có thể thay được. Đó rồi. Rồi cái slider này nè, cái độ rộng của cái này nè, nó rộng quá thì mình vẫn có thể thay được luôn. Thì thay bằng cách nào thì mình sẽ nói bạn sau. À, để có thể chỉnh sửa được cái giao diện này á, bạn nên cài cái add-on của Firefox. Ở trong Google Chrome cũng có. Thì add-on đó bạn vào new tab Firefox, bạn vào tool add-on. Bạn 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 tìm cho mình cái tên là Firebird. Firebird đâu? Như mình cài rồi nó hiện ở đây. Đây. Nó chính là cái biểu tượng này đây, Firebird. Trong bạn xem trong bài viết này mình cứ để cái đường dẫn tới hai cái chỗ đó để bạn cài. Thì tác dụng của cái này là cái gì? Để mình ví dụ mẫu cho bạn thấy. Tác dụng của cái này á là giúp cho bạn chỉnh sửa giao diện trực tiếp luôn. Ta mắt tay làm và mắt thấy. Ví dụ mình bấm chuột phải, mình chọn Inspect Element with Firebird. Có nghĩa là sao? Đây. Mình thấy được không? Nó hiển thị cái file nguồn của cái trang web. Ở đây bên đây là cái mẫu, ví dụ như logo, color, không bấm tắt. Không, khi bạn bấm tắt á, thì cái chữ Đinh Anh Thi này nó màu đen, nó không có chịu tác động của cái CSS nữa. Cái này là code code CSS, có nghĩa là cái code giao diện của blog. Bất kỳ một trang web nào đều có một cái đều có những code giống vậy hết. Đó thì cái chức năng của Firebird này giúp cho mình thấy được tận mắt cái này nó màu gì, cái này nó là cái code gì này nọ đồ, để làm chi, để bạn có thể vào cái chỉnh sửa mẫu ở đây, chỉnh sửa HTML đây, chỉnh sửa HTML đây, bạn coi bên đây ví dụ chữ logo H11 bạn copy, bạn vào đây bạn nhấn Ctrl F nó sẽ search, bạn nhấn ở đây bạn nhấn mình không hiểu sao nữa. Đây nhấn bát đưa hết một, bạn nhấn enter. Không, khi mà nhấn enter mà nó không có tìm được cho bạn thì chứng tỏ là trong cái này mình bạn không thấy được. Rồi mình nghĩ là cái trang blog này nó có phí cho nên nó tạo mấy cái code này là cho bạn không có chỉnh sửa được nhiều. Thôi kệ đó, mình chỉ biết sao đi. Rồi quay lại cái này, ví dụ bạn bạn tắt cái này á thì nó lại có màu bình thường, mình thấy không? Rồi mình để mình chọn cái khác, vô bạn bấm vô cái nút này, không bạn rê, bạn rê nè, không rê không, bạn rê tới đâu thì nó sẽ có một cái đó giúp cho bạn tùy chỉnh được. Ví dụ bạn rê tới cái đây,
Thì đó, bấm vô. Đây, nó có chữ thấy không? Bạn thấy cái image không? Cái image này nó có cái hình sẵn nè, bạn bấm vô cái hình này. Bạn chọn copy. Bạn qua đây, bạn paste vô đây bạn tìm. Copy lại coi. Ctrl C đi cho nhanh. Ctrl V nhấn Enter. Đây bạn thấy nè. Đó cái hình nó nằm đây. Giờ chỉ cần bạn thay bằng cái hình khác với kích cỡ nó na ná như cái này là được. Vậy thôi. Thì đó là cách để cho bạn thay đổi cái hình mẫu nằm trong giao diện Block. Thì từ từ mình sẽ làm, bạn sẽ thấy. Giờ mình nói trước. Thì bạn đừng có lo, lúc mà bạn sửa trong đây, dù bạn tắt. Tắt từ từ đi. Không phải này, sửa nào cho bạn thấy liền nữa ta. Mà chú ý là lúc bạn sửa ở đây bạn đừng có sợ, ví dụ mình chữ 700 nó sẽ chụp không. Không thấy chữ nó nhỏ lại rất là nhiều phải không? Chữ như xíu luôn. Đúng rồi. Đây này chữ như xíu. Thì bạn đừng có sợ. Cái phần mềm file paste này nè, bạn chỉ có thể sửa trên cái trang mà của cái máy bạn thôi, nó không ảnh hưởng tới cái trang chính hết trơn. Bạn sửa tối nha, bạn sửa tanh bành cái trang này luôn, nó cũng không ảnh hưởng gì tới trang chính của bạn hết. Ví dụ ở đây chữ chữ thi mình cho nó màu đen, mình tắt nó cho màu đen. Nhưng mà khi bạn mở lại cái trang blog Mr. Dinty, ví dụ đi, thì nó không ảnh hưởng gì hết. Tại sao? Tại vì cái trang này nó chỉ điều chỉnh trên cái máy của bạn thôi, chứ nó không điều chỉnh trên cái nguồn của cái trang lock. Nên cho dù bạn thay đổi cách máy cũng không thay đổi hết. Thì cái tác dụng của cái phần mềm này giúp cho bạn biết được, bạn chỉnh sửa trước, bạn thấy trước, sau đó bạn mới áp dụng vô cái chỉnh sửa HTML này. Đó, thì sau khi bạn chỉnh sửa trên đây nó mới có tác dụng. Bạn chỉnh sửa trên đây nó mới có tác dụng đối với trang lock của bạn. Còn bạn chỉnh sửa trên đây thì nó không tác dụng gì hết, chỉ giúp bạn thấy trước thôi. Bạn có thể chỉnh sửa ngay cả VNExpress thì bạn cũng chỉnh sửa được. Ví dụ chuột phải chọn Inspect Element. Bây giờ mình sửa ha, mình sửa chữ chữ nỗi đau mất con này nữa ha. Ví dụ như chào mừng bạn đến với Block Math Society. Đó, bạn thấy nè không? Sau khi bạn tắt. Đó, bạn thấy không? Bây giờ nó chào mừng đến đi. Thì bạn có thể dùng cái cách này để bạn giống như là bạn tạo cái chuyện cười, thì bạn tạo một cái bài báo nằm trên VnExpress nói về bạn chẳng hạn. Nhưng mà khi mà bạn reload lại trang á thì nó lại trở lại bình thường. Đây, thấy không? Tại sao? Tại khi mỗi lần bạn reload lại á thì nó sẽ gửi thông tin tới cái trang VnExpress, nó nói là giờ tao muốn xem lại cái trang này. Cái VnExpress nó mới trả ngược lại đây. Thì lúc nó trả ngược lại thì nó sẽ lấy từ nguồn của nó, mà nguồn của nó đâu có thay đổi được, mình đâu có thay đổi được, cho nên nó sẽ load lại cái này. Rồi, đó là tác dụng của Firebase, cho nên bạn cần phải tạo đó, phải cài cái chương trình này. Thực tế thì trong mỗi trình duyệt nó cũng có sẵn cái giống như Firebase. Nếu như Firefox thì nó có gọi là có cái inspect element riêng của nó, nhưng mà mình không quen xài. Do mình không quen xài cho nên mình không chỉ các bạn được. Nếu mà bạn quen xài mấy cái này thì bạn có thể dùng được. Tại mình không quen cho nên mình chỉ quen xài Firebase thôi, cho nên mình chọn Firebase. Và mình cũng nói với bạn cài Firebase luôn. Chứ bản thân trình duyệt nó có sẵn rồi, không cần cài thêm. Nhưng mà mình không quen cho nên mình không có cài, cho nên mình kêu bạn chọn cài cái Firebase. Rồi, đó là cái mà lý do vì sao mình cần cài thêm add-on cho trình duyệt. Lý do vì sao mình nên chọn cái post bài này. Rồi bạn phải định hình coi mình cần sửa cái gì. Sửa giống như là thay đổi hình ảnh của mấy cái này, thêm vào cái link thay vì nó hiện cái dấu thăng giống như vậy nè. Thì bạn cho cái link cụ thể vào. Mỗi như vậy là một cái label. Thay đổi cái tiêu đề. Đó, rồi thay đổi cái thời gian, định dạng thời gian đây. Rồi thêm mấy cái cột ở đây. Rồi ở đây nó đã ghi là 2013, tên của mình, phân phối bởi LockerTem, thiết kế bởi template fee gì đó, sponsor được tài trợ bởi cái này đó. Thì bây giờ bạn có thể xóa hết này cũng được. Ví dụ mình bấm design by phải không, nằm trong đây bạn cũng tìm Ctrl F
design file, enter. Đây, bạn thấy không? Thấy cái này không? Design file cái bạn bỏ này đi. Thôi mà mình cũng tôn trọng bản quyền cho nên mình để nguyên gì. Sponsor by do link here nè, không thì bạn có thể đưa thêm link vào đây, nhưng mình không có sponsor gì hết. À, sponsor mình thêm chữ Google đi, blogger đi, blogger blogger.com. Xóa cái này, xong rồi design by, không, mình sửa là edit it by design by, mình xóa lại. Distribute file cái này, xóa cái này. Coi mình coi nó hiện cái gì. Bây giờ mình tạo cái save, bỏ dấu và đi. Đây, cái này chính là dấu và đây. Bỏ những file vào chỗ này. Đó, rồi edit it. Đây. Đó. Bạn lưu mẫu. Ồ, nó nhanh quá, lưu nhanh quá. Bạn nhấn F5 để refresh lại. Mình thấy thay đổi liền nè. Đó, thấy chưa? Mình thấy nè, design by, rồi edit it by. Đấy chết. À đúng rồi, không có. Do link here thì ai quên, mình quên đổi cái chữ sao kỳ ta. Sau đây nó vẫn để chữ do link here. Okay. Okay. Sau khi mình đổi nó vẫn quay về. Sponsor nip nè. Tại vì cái này là cái template của nó có phí cho nên tác giả cố tình chèn vào những cái cách mà để nó tự động load. Thành ra mình phải chỉnh sửa hơi nhiều. Xóa luôn thì mình thích, nếu nó bị xóa luôn. Bỏ ghét. Thử được không? Mình sợ là không được. Rồi, bạn refresh lại rồi được không? Không. Chết. Nhấn bài. Chết rồi. Thôi mà thấy không, sau khi mà cái trang template của bạn do bạn làm tới cái còn lấy từ cái nguồn mà nó có phí, mà cái nguồn này mình làm mình đau giống như mình đau lậu gì đó, cho nên nó tự động load sang cái trang khác nè, không này không tự động nó load qua trang khác. Đó, tại vì sao? Tại vì ông mới xóa chỗ này nè, cho nên từ hôm đó giờ mình cần reset lại đi. Đó, thì mình sẽ tìm cách sửa sau. Thì trước mắt mình nói chỉ nói cho bạn biết cái nó vậy thôi, thì đâu phải cái template nào nó cũng tốt hết. Nó đẹp thiệt, mình có thể đau về thiệt, nhưng mà nó có nhiều cái nó phức tạp ở trong.
bạn đào cái template mà miễn phí hoàn toàn ở trên cái trang nó để là miễn phí hoàn toàn đó, thì mấy cái đó bạn bạn không có lo sợ là tác giả chèn thêm mấy cái đường link vào. Giống như họ mình có tạo một cái mình cứ sử dụng một cái template nó rất là đẹp, mình cũng sửa xong hết rồi, mình viết bài xong hết luôn, nhưng mà bị cái là tác giả đã tự tự động lồng ghép cái một cái đoạn đoạn code nhỏ trỏng mà mình không biết, mình sửa không được. Cái mỗi lần lần đầu tiên người ta mà xem cái blog của mình á, cái nó tự động chuyển qua một cái trang gọi là web người lớn, rồi họ mình mới phát hiện. Thành ra họ người nào mà không biết mình cái trang blog của mình bị lỗi á, họ sẽ nghĩ là không lẽ mình lại dẫn người đọc tới một cái trang bậy bạ như vậy, họ sẽ hiểu sai về mình. Đó là cái nguy hiểm của những cái dòng mà tự động chèn vào, tại vì mình dùng cái mã nguồn gọi là lậu mà. Nè, chính vì mấy cái dòng này nè, cái script này nè, mấy dòng quái quỷ này nó là cái nguyên nhân tự động tải đó. Chính vì mình không hiểu nó là gì cho nên mình không thể sửa được. Đây tác giả nó cố tình làm như vậy rồi, làm vậy để cho bạn không sửa được cái đó, bắt buộc phải mua mới được đó. Nên luôn bạn chọn cái mẫu nên cẩn thận. Rồi thì cái video này tạm thời ở đây thôi, mình sẽ làm tiếp ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.